mà chưa, tôi có một chuyến đi rất là phước hạnh và cũng nhiều cái rất là vui. Nhưng mà dù vậy, cảm ơn Chúa tôi được đi nhiều nơi. Amen. Trong công việc của Chúa, tôi thấy Chúa có làm việc ở một số nơi, và đặc biệt những nơi họ được Chúa dùng lời của Ngài để mà thay đổi những cái sự suy nghĩ, những cái tư duy của họ. Amen. Tôi được đến những miền cao và thấy tinh thần của họ rất là yêu mến Chúa, và tôi rất là cảm ơn Ngài Amen. về cái sự yêu mến Chúa của họ. Tôi cảm ơn Chúa vì quý vị đã cùng đồng đi với tôi trong sự yểm trợ, trong sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, và chúng ta cùng giữ phần với nhau trong công việc Amen. của Ngài. Cũng đến được miền cao, thì một trong miền cao thì tôi đến chia sẻ và đi rất là lâu mới tới. Sau đó đi xe Honda được vô trong mấy cái buôn, lần đầu tiên đi vào cái buôn trong đó, và thấy cuộc sống của đồng bào chúng ta rất là nghèo khổ. Và chúng tôi có đem theo một số tiền để giúp đỡ họ, và giúp đỡ để họ đến để cùng học lời Chúa chung với nhau, và thấy họ rất là khao khát lời của Chúa. Amen. Tôi thì thích đến những nơi nào người ta cần lời Chúa hơn. Dù có bạn bè mời, nhưng mà tôi tâm đến những nơi xa, nơi có ít người tới, và để họ nghe lời Chúa. Cho nên mỗi lần nên đi như thế thì tôi rất là cảm động và tôi rất khích lệ. Amen. Một trong cái vùng miền cao mà tôi được ghé qua và tôi chia sẻ với họ, cuộc sống họ rất là khó khăn. Họ phải trồng khoai mì, là thời tiết rất là nắng gắt, và họ không kiếm được cái những sản phẩm cho mình, họ không có việc làm. Rồi bị số người kinh giống như là mua bán thì lợi dụng hà hiếp họ, trên trên họ cũng không có được bao nhiêu tiền, nhưng mà họ tin Chúa với tất cả tấm lòng của họ. Và khi mà chia sẻ họ về dâng hiến thì quý vị không, họ dâng hiến còn nhiều hơn cả những người kinh nữa, và họ thứ dân cũng nhiều hơn nữa. Thì một trong những nơi mà tôi ghé được, họ dâng được 5 triệu, và sau đó cái sự hứa dâng để mà cho công việc của họ thánh địa phương, bởi vì tôi đến chứ không có lấy tiền, giúp đỡ họ trong cái cuộc sống của họ thôi. Thì họ hứa dâng tới gần 90 triệu tiền Việt Nam, và đây một số lượng rất là lớn so với cái người cao cầm quyền. Và họ họ hiểu được rằng là nếu mà họ họ nói một câu nói rất là dễ thương, nó nói là mình không dân cho nên mình nghèo, mình thích nghèo, phải dân thoát ra khỏi cái cảnh nghèo. Cảm ơn Chúa về điều này. Và tôi thấy ngay cả những mục sư của họ, lòng họ cũng mở ra, họ phải thay đổi tư duy của họ để làm sao mà họ làm điều gì để mà hội thánh của Chúa không còn ở trong sự nghèo thiếu và dân sự không còn thiếu thốn nữa. Amen. Cảm ơn Chúa vì sự cầu nguyện của quý vị. Cũng một chuyện vui nữa, đó là người tôi đến giảng thì có một người đã làm chứng, và trong lúc làm chứng là tôi cũng thấy rất là ngượng ngùng, là bởi vì một cái người mục sư này kể rằng trong lúc mà tôi mời gọi, lần trước tôi mời gọi đến để mà cầu nguyện, và tôi có nói tiên tri cho nhiều người, thì người mục sư nói tôi nói cho ai cũng đều đúng hết. Đến khi mà tôi gọi mục sư này lên nói, thì tôi gọi ông nói là ông mục sư này nói lắc à, ông không trúng gì mà hết. Tôi dưới này tôi đỏ mặt luôn, và tôi mới chỉ xảy ra thì ông đối với mục sư trưởng của mình, ông mục sư Phong, nói ai cũng trúng nhưng mà nó con trật lắc. Và hỏi nó gì, nó ông nói là tôi nói với cái người mục sư đó là mục sư chưa biết, sư có biết anh chị của Chúa. Và khi tôi nói như vậy thì ông ta suy nghĩ, nhưng mà điều này suy nghĩ ông nhiều lần. Tới khoảng một năm sau thì ông gặp một người khác, và khi mà nói chuyện với người này thì ông mới khám phá ra rằng một trong cái điều của ông đó là ông nghĩ là mình ở dưới bóng của một người mục sư khác, là người mà giống như là cha của mình, cho nên ông đâu ông không dám xưng mình là con của cái người sư này, và nói rằng mình ở dưới bóng của cái người đó, cho nên không có cái tự tin. Và một cái người này mới nói với ông đó rằng, ông mục sư đó rằng như vậy là mục sư không thấy được ân điển. Nhiều người muốn được ở với một cái người mục sư mà đầy ơn giống như là ba của mục sư, mà mục sư lại không không nhận, cho nên mục sư không biết ân điển của Chúa. Thì ngay lúc đó ông mới chợt nhớ lại cái lời tiên tri mà tôi đã nói cho ông trước đây, là không biết được ân điển của Chúa. Và cảm ơn Chúa. Cũng là một chuyện cũng rất là vui.
Cho nên thì cảm ơn Chúa vì nhiều khi lắm khi mình hầu với Chúa, những điều mà Chúa cho mình nói trong trong lòng lắm khi người ta có chưa có thể tiếp thu được, mà lắm khi tới cả năm sau nữa Chúa mới làm cho cái lời đó trở nên hiện thực trên đời sống của họ. À, cảm ơn Chúa. Amen, cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 12, cái đánh giá người tiên tri. Nào, lần trước chúng ta học cách đánh giá lời tiên tri, bây giờ chúng ta học cách đánh giá người tiên tri. Amen. Cách đánh giá lời tiên tri mà chúng ta học lần trước nói đến là chúng ta nhận biết cái lời tiên tri, cái nguồn của lời tiên tri đó đến ra từ nhân linh, từ tà linh hay là từ nơi thánh linh của Chúa. À, chúng ta biết được làm sao để chúng ta phân biệt được những điều này. Chúng ta cũng nhận biết được rằng khi mà cái đời sống tâm trí của chúng ta, đời sống tâm linh của chúng ta chưa có mạnh mẽ, tâm trí chúng ta chưa được thánh hóa, thì chúng ta dễ dàng có những điều đến từ nơi phần tâm trí của chúng ta, nó phần hồn của chúng ta, những cái điều gì đó mà chưa được thánh sạch trong đời sống chúng ta, khiến cho cái người tiên tri đó, người mà nói tiên tri đó ra, nói ra không phải từ nơi Chúa mà phải từ nơi cái nhân linh của mình hay là từ tà linh. Hôm nay chúng ta học tiếp tục là cách đánh giá người tiên tri. Chúng ta được dạy dỗ là không được phán xét tôi tớ của Chúa, bởi vì đó là một điều không được đụng đến người sức giàu. Và nói thì rất là đúng, hợp lý, nhưng mà chúng ta cần phải suy nghĩ thế này: nếu như người đó là một tiên tri giả, nếu là một sư giả, nếu người đó là sói ở trong hội thánh, và chúng ta cho rằng cái người đó bởi vì là người đi trước sức giàu đó, mình không được đụng đến nó, thì đợi đến khi mà mọi chuyện xảy ra thì hội thánh đã tan nát hết rồi. Thì đó, chúng ta cần phải biết được rằng chúng ta đang ở trong một hội thánh của Chúa, và ma quỷ luôn luôn tấn công hội thánh của Chúa, và nó dùng không phải chỉ người thường mà dùng những người lãnh đạo để đem đến sự xáo trộn, dùng những mục sư, dùng những người tiên tri giả, những giáo sư giả đến để mà phá nát hội thánh của Chúa. Do đó chúng ta muốn dùng cái chữ ở đây là chúng ta đánh giá cái người tiên tri, hay là ở đây có nguyên tắc của chúng ta đánh giá những mục sư, giáo sư, những người nào đến từ nơi Chúa. Đánh giá có nghĩa là gì? Chúng ta cân nhắc giữa cái đời sống của người đó, lời nói tiên tri của người đó, đời sống của người đó so với lời của Chúa. Chúng ta không cân người đó trên quan điểm con người, chúng ta không cân nhắc hay đánh giá người đó trên quan điểm con người, nhưng mà chúng ta đánh giá trên dựa trên lời của Chúa Trời. Chúng ta không phải đòi hỏi người đó là một người trọn vẹn, bởi vì không có ai là một người trọn vẹn cả. Như tôi đã nói, chúng ta không có dễ dàng kiếm một người mà gọi là trọn vẹn trên đất này, nhưng mà chúng ta có thể đánh giá người đó trên tiêu chuẩn của ông trái thần linh, tiêu chuẩn trên lời của Đức Chúa Trời, đời sống của họ và cách ứng xử và cách sống của họ, như là bông trái của nhìn trái để chúng ta biết cây. Câu thánh mà chúng ta có thể đọc hôm nay đó là Matthew đoạn 24 câu 24: vì Chúa cứu thế giả hay Đức Christ giả và tiên tri giả sẽ xuất hiện làm nhiều dấu lạ phép màu lớn để lừa dối, và nếu có thể được họ lừa gạt ngay cả những người được chọn. Nào, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng trong Ma-thi-ơ đoạn 24 là dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng, và dấu hiệu của sự tận thế. Và trước khi tận thế, một điều mà Chúa Jesus nói đó, nó là sẽ có Đấng Christ giả và tiên tri giả sẽ xuất hiện. Và không phải chỉ họ xuất hiện không, họ nói không, mà họ còn làm nhiều dấu kỳ phép lạ lớn. Chúng ta để chữ phép màu lớn để làm gì? Để lừa dối. Và nếu có thể được, họ lừa gạt ngay cả những người được lựa chọn, hai người được chọn. Một bản khác thì nói rằng họ lừa gạt ngay cả chính người được chọn. Như vậy chúng ta là những người đã tin Chúa, đã yêu Chúa, là nhân sự hay là chúng ta là mục sư, nếu chúng ta không biết đánh giá cái người tiên tri, những người mục sư đến giảng với chúng ta đó, thì có thể lắm chúng ta sẽ bị gạt. Do đó bài học này giúp cho chúng ta nhìn thấy là chúng ta cần phải chú ý, nhất là trong thời kỳ cuối cùng sẽ có nhiều người bị tà giáo gạt, có sẽ nhiều tà giáo sẽ nổi lên và nó dùng tiền bạc, dùng mối quan hệ, dùng cái này cái kia để gạt. Tôi gặp biết được có những hội thánh rất là được ơn của Chúa, và rất là đầy dạy tới của Chúa một cách là giống như là một cái dấu hiệu đó, nhưng mà họ bị tà giáo gạt, tà giáo lén vào và gạt họ. Do đó chúng ta cần phải biết rằng
chúng ta không có thể miễn trừ được nếu như chúng ta không cảnh giác. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cái Chúa cứu thế giả hay là tiên tri giả sẽ lừa gạt ngay cả những người được chọn. Đó là câu mà chúng ta phải để ý. Điểm nhất mà chúng ta sẽ nói là cách nhận định và đánh giá người tiên tri hay là người nói tiên tri. Như tôi đã nói, chúng ta nhìn trái sẽ biết cây. Tư sao cái nhất đoạn 5 câu 19-21 Kinh Thánh dạy chúng ta là chớ dập tắt Thánh Linh. Tất nhiên là Thánh Linh chưa vận hành thì đừng có dập tắt trong buổi nhóm vân vân, đừng dập tắt Thánh Linh. Đừng khinh rẻ lời tiên tri. Tất nhiên là khi mà lời tiên tri nói mà đừng có chê là lời tiên tri này nó mình đừng có nói là tôi không nghe lời tiên tri, tôi không muốn tin lời tiên tri gì cả, nhưng mà cứ đừng khinh rẻ lời tiên tri. Rồi câu thứ 21 cho chúng ta biết rằng hãy xem xét. Chỉ xem xét này có nghĩa là thử nghiệm, sẽ xem xét mọi sự. Tuy nhiên hãy thử nghiệm, hãy cân nhắc mọi sự. Điều gì lành thì giữ lấy, mọi hình thức gian ác thì hãy tránh xa. Như tôi đã chia sẻ chúng ta ở đây trước đây, đó là cái lời tiên tri chúng ta cần phải phân tích ra, và nếu như là thịt thì ăn, xương thì bỏ. Giăng nhất đoạn 4 câu 1, các con yêu dấu đừng tin tưởng mọi thần linh, nhưng phải thử các thần linh xem có phải xuất phát từ Đức Chúa Trời hay không, vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trên thế gian. Ông sứ đồ Giăng đã dạy chúng ta là đừng tin tưởng mọi thần linh, tất nhiên là có nhiều thần linh đó, trong đó gồm có thanh của Chúa, gồm có tà linh, và gồm có ngay cả của nhân linh của chúng ta. Và trong những cái thần linh đó gồm có những linh khác nhau, do đó chúng ta cần phải biết và để chúng ta chặn đứng nó và chúng ta biết xử lý nó. Rồi Matthew đoạn 7 câu 15, hãy đề phòng tiên tri giả là những người đội lớp chiên đến với các con, nhưng bên trong là lang sói tham tàn. Như vậy có một điều cho chúng ta biết là những người tiên tri giả này, Chúa Giêsu khẳng định họ là sói tham tàn, hay là có sói hung ác hay hung dữ đến để mà nó phá hoại hội thánh của Chúa, và nó đội cái lớp là chiên. Như vậy có nghĩa là có những người đến với hội thánh chúng ta, có những người tham gia hội thánh chúng ta, có những nhân sự tham gia vào hội thánh chúng ta, có những người mục sư chúng ta mời vào trong hội thánh chúng ta để quản nhiệm. Nhưng mà nếu chúng ta không điều tra kỹ, chúng ta không nghiên cứu kỹ về người đó, thì có thể họ sẽ là sói đến để mà làm cho hội thánh mình trở nên lộn xộn và mất đi những cái ơn mà Chúa đang cho mình. Hoặc là hội thánh chúng ta, đặc biệt là hội thánh đang được Chúa cưng, đang có sự nóng cháy và chúng ta thấy Thánh Linh của Chúa vận hành, thì hãy coi chừng mà ma quỷ sẽ dùng những cái sói này vào trong hội thánh của Chúa, và nó gây những sự xáo trộn trong hội thánh. Cho nên Kinh Thánh dạy chúng ta hãy đề phòng, đề phòng những cái người này đến với chúng ta, họ là lang sói mà giả lớp chiên, có nghĩa là trông rất là hiền từ, trông rất là mềm mại, trông rất là vui mừng, nhưng mà cái tiếng nói của họ làm cho hội thánh trở nên xáo trộn và chia rẽ. Ông Phaolô dặn hội thánh Ê-phê-sô như thế này, Công vụ đoạn 20 câu 28 đến 30. Anh em hãy giữ mình và toàn thể bầy chiên mà Thánh Linh đã đặt anh em làm giám mục để chăn dắt hội thánh Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Có hai điều ở tại đây mà ông Phaolô nói. Thứ nhất, ông nói những nhân sự, những người chấp sự, những người mà trưởng lão trong hội thánh, mục sư trong hội thánh đó, ông nói anh chị em phải giữ mình. Thứ nhất là cái người lãnh đạo, chúng ta phải giữ mình, là cái chuyện thứ nhất, giữ mình để không bị sa vào những chức cám dỗ, không giữ mình để không làm những điều gì đó không đúng như lời của Chúa, làm chấp phạm người khác. Và thứ hai là toàn thể bầy chiên và Thánh Linh đã mình làm giám mục. Như vậy hai điều mà những người mà chăn bầy ở tại hội thánh này được ông Phaolô nói đến, thứ nhất là giữ mình, thứ hai là giữ nguyên cả bầy chiên mà Chúa giao cho mình, mà bầy chiên này là Chúa Giêsu đã mua bằng chính huyết của mình. Ông Phaolô nói cho câu 29, tôi biết rằng sau khi tôi ra đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào giữa anh em, chẳng dung tha bầy chiên đâu. Như vậy là ông Phaolô nói rằng khi mà tôi rời khỏi đây đó, là chắc chắn là
biết biết rằng đó là khi mà ông ra đi sẽ có những người lẻn vào và họ là sói xen vào và làm phá nát hội thánh, làm không có nhân nhượng gì hội thánh cả. À, rồi ông phải nói rằng ngay giữa anh em sẽ có những người nổi lên và dùng lời xuyên tạc để lôi cuốn các môn đồ theo họ. À, như vậy chúng ta thấy ở tại đây rằng ông Phaolô đã cảnh tỉnh rằng đó là lúc mà có mặt ông đó thì dường như mọi sự sẽ tốt, nhưng mà khi ông rời đi thì sẽ có những chuyện xảy ra và ma quỷ sẽ đến và làm cho hội thánh trở nên tan rã hay là xáo trộn. Chúng ta được nói đến Chúa Giêsu đã tuyên bố trong thời kỳ cuối cùng, đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 4-5. Chúa Giêsu dặn là hãy thận trọng đừng để ai dẫn dụ các con lạc lối. Như vậy một trong những điều mà tiên tri giả đến đó là dùng để gì? Dụ dỗ. Dụ dỗ bằng cách nào? Họ sẽ đến với chúng ta trong những cách mà chúng ta nghĩ rằng người này không có gì để nghi ngờ cả. Người này rất là tốt trong những mặt và họ giả bộ rất là tốt, cho đến khi mà họ chiếm được niềm tin của chúng ta, rồi lúc đó thì họ sẽ dẫn dụ chúng ta theo ý của họ. Và Chúa Giêsu nói tiếp thì sẽ có những người mạo danh thầy mà đến, tự xưng ta là Chúa Cứu Thế và lừa gạt nhiều người. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 24 mà chúng ta đã nói là có thời kỳ cuối cùng sẽ có đấng Christ giả và tiên tri giả đến để mà lừa gạt những người được chọn. Ngay cả người được chọn cũng có thể bị gạt. Mi-ca đoạn 2 câu 21, Mi-chê đoạn 2 câu 21, nếu kẻ lừa dối đến nói rằng ta sẽ nói tiên tri cho ngươi về rượu và rượu mạnh, thì kẻ ấy đúng là lỗi tiên tri cho dân này. Nhưng là có một tiên tri đến để nói theo ý của cái người dân đó, cái sự ước mong đó. Chúng ta phải hiểu thế này đó, là một điều chúng ta cần thế này. Khi chúng ta đòi hỏi một cái điều gì đó theo xác thịt của mình, và bởi vì cái sự đòi hỏi đó, chúng ta mở đường cho những người đến với chúng ta. Ví dụ như dân Israel muốn có một vua, thì Chúa cho họ vua, vua Saul. Chính vua Saul cai trị họ, và chúng ta biết rằng vua Saul chẳng có làm gì cho họ, mà ông khi gặp những cái khổng lồ, cái những nan đề đến, ông trốn tránh. Tương tự giống vậy, nếu như hội thánh của chúng ta hay là cá nhân đời sống của chúng ta thích nghe những bài giảng mà gọi là cho êm tai, thích nghe bài giảng mà làm sao cho mình cảm thấy không có cáo trách tội lỗi của mình, hay là những bài giảng gọi là motivation đó, tức là bài giảng khích lệ mình không đó, mà không có cáo trách, không có ăn năn, không có nhắc nhở, không có cảnh tỉnh chúng ta đó, thì chúng ta thích nghe những loại bài giảng đó, thì chúng ta sẽ khám phá rằng là sẽ chúng ta sẽ lọt vào trong cái môi trường, và chúng ta sẽ gặp những người chuyên môn giảng về cái đó cho chúng ta, và sau đó cuộc đời chúng ta sẽ bị dẫn dụ vào trong cái cạm bẫy của ma quỷ. Cho nên ngày hôm nay rất nhiều hội thánh ngày hôm nay đang tìm kiếm những bài giảng nghe rất là êm tai, và bởi vì như thế cho nên cái tình trạng hội thánh ngày hôm nay sa sút rất nhiều, là bởi vì sao? Những bài giảng này không có kêu gọi chúng ta ăn năn, không kêu gọi chúng ta trở lại với Chúa, không kêu gọi chúng ta tìm kiếm Chúa, không kêu gọi chúng ta phải lìa bỏ tội lỗi của mình. Thậm chí như tôi ở tại Úc và tại đây, tôi nghĩ Mỹ cũng có thể giống như vậy. Những hội thánh nào mà giảng về tội lỗi thì sẽ không có nhiều người thích đi dự, đi nghe, đi nhóm. Những hội thánh nào mà giảng về kêu gọi người ta là phải sống chung không đám cưới, vân vân, và nói lên những điểm này thì sẽ không có nhiều người tham dự, người ta không thích nghe những sự việc này. Và thậm chí tôi biết có những hội thánh và khi người ta muốn tin Chúa thì họ nói rằng ai muốn tìm hiểu thêm về Chúa, tin Chúa thì vào bên trong, không cần phải đứng lên, không cần phải giơ tay, không còn gì nữa, bởi vì họ không bị mất mặt, bị quên. Cho nên chúng ta thấy rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những cách mà người ta muốn làm sao để cho nhà thờ thành công, nhưng mà cái
cái phẩm tánh của người Cơ Đốc, là cái người tin Chúa thật sự, người tái sanh thật sự ở trong đó. Jeremy đoạn 5 câu 31, tiên tri nói về tiên tri giả dối. Thầy tế lễ cai trị theo ý tiên tri. Thế nhưng dân ta lại ưa thích như vậy. Các ngươi sẽ làm gì khi sự cuối cùng đến? Cho nên ông Jeremy nói rằng có những người tiên tri nói tiên tri giả dối, còn thầy tế lễ thì cai trị theo cách ý của cái tiên tri giả dối này. Và dân chúng thì nó thích như vậy. Và cái ông Jeremy nói rằng các ngươi sẽ làm gì khi sự cuối cùng đến, cái sự án phạt của Chúa đến, cái ngày cuối cùng mà ngày mà Chúa định tội họ, thì họ sẽ làm gì? Cho nên chúng ta phải để ý, đây là điều thời kỳ mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. Cô tôi nhất là 14 câu 23 đến câu 33. Chỉ nên hai hay ba tiên tri rao giảng và những người khác suy xét. Nhưng nếu có người ngồi đó được Chúa mặc khải, thì người đang nói trước hãy im lặng. Vì theo thứ tự mỗi anh chị em đều có thể nói tiên tri để tất cả cùng được học hỏi và được khích lệ. Ở đây cho chúng ta thấy rằng khi mà giảng đó, thì có hai hay ba tiên tri rao giảng, những người khác ngồi và chúng ta suy gẫm hay là chúng ta cân nhắc coi cái người đó nói tiên tri như thế nào. Nếu như có người nào nói thì những người khác để ý nghe và học hỏi hay là để được khích lệ, mỗi người đều có thể nói được. Câu 32, tâm thần hay là linh của cái người mà nói tiên tri đó, hay là gồm có linh của Chúa hay tà linh hay nhân linh đó, của các tiên tri phải được các tiên tri kiểm soát. Như vậy có nghĩa là khi một người nào nói tiên tri, những người tiên tri khác, không phải là tín đồ nha, ở đây dùng chữ tiên tri nha, phải được các tiên tri kiểm soát. Tuy nhiên là những người nào mà nói tiên tri cần phải được có những người tiên tri khác đánh giá. Một sư đánh giá được không? Chút xíu nữa chúng ta sẽ nói điều này, nhưng mà tôi muốn nói luôn chúng ta là chỉ có tiên tri hoặc sứ đồ đánh giá được mà thôi. Bởi vì đây là một sự quyền nhiệm. Người tiên tri nói sẽ nói trong sự quyền nhiệm, nói về tương lai, nói về chuyện sắp sửa xảy đến và nói về những cái điều gì Chúa bày tỏ cho họ. Nó phải xác định giữa dòng tiên tri. Do đó những người mà mục sư đó, ở trong hội thánh đó, mà nếu như không có cái ơn tiên tri hay là không có cái linh tiên tri trên đời sống của mình đó, họ sẽ rất chổi với những người tiên tri. Bởi vì sao? Bởi vì sẽ có một sự gia chạm rất lớn. Một người nói trong sự mặc khải, một người nói trên cái lý trí, trên cái cơ bản lời Chúa, không nhận sự mặc khải, cho nên thường thường sẽ có những sự xung đột với nhau. Vì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời hỗn loạn, mà Đức Chúa Trời bình an trong tất cả các hội thánh của các thánh đồ. Chúa muốn chúng ta thận trọng, không bị lừa dối. Chúng ta cần đánh giá những gì chúng ta nghe. Có lâu dài khi có một tiên tri nói, những tiên tri khác là suy xét hay là kiểm tra. Tâm thần của người tiên tri gồm thần linh của Chúa, tà linh, nhân linh, phải được các tiên tri kiểm soát. Do đó sẽ không bị các linh là uế linh lợi dụng và lừa dối. Lời dạy dỗ giúp cho thành công, lời cảnh cáo giúp bảo vệ khỏi thất bại. Do đó những người mà nói tiên tri đừng nghĩ là mình nhận sự mặc khải là mình luôn luôn đúng 100%. Chúng ta cần phải nghe những người khác nhận định lại hay là xác định conform lại với chúng ta rằng cái điều mà anh chị nói cũng là điều mà Chúa đặt lòng chúng đã lòng tôi trong thời gian qua. Không đừng bao giờ nghĩ là chỉ có mình là một người duy nhất có thể nghe được tiếng Chúa, chỉ mình duy nhất là đúng. Nếu chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta là người rất là sai lầm. Cho nên chúng ta cần phải lắng nghe người khác, phải xác định, kiểm chứng lại những người khác những gì mà Chúa đã nói với mình. Do đó chúng ta sẽ không bị ngã rất là đau. Môi-se đoạn 1 câu 28. Chúng tôi truyền giảng Chúa cứu thế dùng tất cả sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người, nó hầu chúng tôi trình diện mọi người cho Chúa, cho Đức Chúa Trời như những người trưởng thành trong Chúa cứu thế. Thế vậy khi mà chúng ta kiểm soát hay là chúng ta phân tách hay là chúng ta cân nhắc những lời tiên tri hay những người tiên tri khi họ nói đó, chúng ta sẽ trình trên Chúa một hội thánh trưởng thành, không có bị dao động bởi vì nghe người tiên tri này nói rồi cái người tiên tri nói cuối cùng không biết mình đi đâu, mình làm gì, là điều rất là quan trọng. Cách tránh những sự hiểu lầm dùng sai hay hạn chế sự lạm dụng bằng cách Chúa nói, Chúa phán, vì đó là lạm dụng danh Chúa.
Tôi nói hôm trước tôi có nói sơ qua về điều này, nhưng tôi hôm nay tôi muốn nhấn mạnh chúng ta đánh giá cái người tiên tri. Đây là điều rất là quan trọng. Bởi vì cái người tiên tri thường xuyên họ nói là Chúa nói Chúa phán. Và do đó tạo nên một cái phong trào ai cũng nói Chúa phán. Nào chúng ta nên nhớ rằng ở đây Kinh Thánh Chúa nói thế này. Sách Thi Ký đoạn 20 câu 7. Con không được lạm dụng danh của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời sẽ chẳng dung tha kẻ nào lạm dụng danh Ngài. Cho nên khi mà chúng ta nói Chúa phán đó, chúng ta phải rất rõ ràng và xác định rằng đây là điều Chúa nói Chúa phán. Bởi vì đó, nếu như mà không phải của Chúa đó mà chúng ta nói Chúa phán đó, Sách Thi Ký đoạn 20 câu 7 cho chúng ta biết rằng chúng ta lạm dụng danh Jehovah Đức Chúa Trời. Amen. Và Ngài sẽ chẳng dung tha những kẻ nào lạm dụng danh Ngài. Nhớ kỹ điều này. Cho nên khi mà chúng ta nói Chúa phán là chúng ta phải biết chắc chắn rằng điều đó Chúa nói Chúa phán, còn không thôi đó là tôi tin rằng cái này, tôi cảm nhận như thế này, tôi có một sự thôi thúc để nói điều này vậy thôi. Do đó những người nào mà chúng ta thực hành ân tứ tiên tri, chúng ta phải dựa trên cái nền tảng này rất là chắc chắn. Tôi tin rằng trong lúc mà Chúa vận hành một cách rất mạnh mẽ thì có những lúc thúc đẩy miệng chúng ta ra để mà chúng ta nói đây là Chúa phán, đây là Chúa nói, nhưng mà một cách nào đó tôi khuyến khích chúng ta giữ mức độ này ở mức độ thấp nhất, đừng nói Chúa nói Chúa phán, bởi vì Chúa sẽ chẳng dung tha chúng ta đâu khi chúng ta mượn danh của Ngài hay lạm dụng danh Ngài để nói ra. Đây sẽ trên đoạn 14 câu 10, câu 9, câu 10. Nếu có một tiên tri nào dụ dỗ mà nói lời nào thì chính ta là Chúa đã để cho tiên tri ấy bị dụ dỗ. Nhưng ta sẽ giương tay lên chống lại kẻ đó và tiêu diệt nó khỏi giữa vòng dân Israel. Như vậy Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nếu mà một tiên tri nào mà dụ dỗ mà để nói lời của Chúa đó, nó ra Chúa nói này, Chúa nói kia đó, là Chúa nói là Chúa để cho người đó nói. Điều này có nghĩa là gì? Khi mà nếu như chúng ta cứ tiếp tục Chúa nói Chúa phán, tiếp tục như vậy hoài, như vậy như thế hoài thì Chúa sẽ cho phép chúng ta nói, Chúa để chúng ta nói, Chúa để chúng ta bị dụ dỗ, chúng ta để ma quỷ dụ dỗ chúng ta để chúng ta nói điều này. Nhưng mà chính Chúa sẽ giương tay lên chống cự lại chúng ta và tiêu diệt ở đây là Chúa chống lại và Chúa tiêu diệt nó khỏi giữa dòng dân Israel. Chúng nó sẽ mang lấy hình phạt của chúng, hình phạt của người cầu sinh và hình phạt của tiên tri bằng nhau. Như tôi đã nói, đây là cái lời tiên tri mà những người mà có tiên tri hình tượng, tất nhiên là mình xin Chúa cái điều gì đó trong lòng của mình muốn quá muốn đi, mình cầu xin Chúa đó, thì một điều, một lý do nào đó, một cách nào đó, thì chúng ta sẽ đến gặp một loại tiên tri này, và tiên tri này sẽ nói theo ý của chúng ta, và chúng ta có thể bị diệt giống như người tiên tri đó. Chương 8 câu 22. Nếu một tiên tri nhân danh Chúa công bố một điều gì mà điều đó không xảy ra hay không ứng nghiệm, đó không phải là sứ điệp của Chúa phán dạy. Tiên tri đã nói vì tự phụ, anh chị em đừng sợ người ấy. Ở đây cho chúng ta biết rằng trong tiên tri nào xưng Chúa nói Chúa phán mà cuối cùng nó không có xảy ra đó, bởi vì ông nó kiêu ngạo, ông muốn chứng minh là tôi là ông tiên tri. Đây là một cái chỗ mà rất là nguy hiểm, bởi vì có nhiều người có ơn tiên tri và đi nhiều nơi này và muốn chứng minh rằng tôi có ơn tiên tri, và họ cứ nói tiên tri, họ nói tiên tri và Chúa nói Chúa phán, hay là họ có những sự mặc khải nào, và một điều xảy ra là Chúa không có yểm trợ cái điều đó, không phải đến từ nơi Chúa đó, thì Kinh Thánh nói là đừng sợ. Sẵn đây tôi cũng muốn nói cho chúng ta thế này, có nhiều người xưng họ là tiên tri, okay. Và khi có thì họ điểm họ có một điểm sai lầm nào, hay là ngay cả mục sư cũng vậy, khi họ có điểm sai lầm nào, chúng ta đến, chúng ta giống như là trình bày với họ và phân tích, và chúng ta nói rằng cái điều này nó không có đúng Kinh Thánh, nên cần nhắc lên đây lọ lại, và người đó sẽ điểm mặt chúng ta và nói rằng là nếu như anh đem cái chuyện này nói ra bên ngoài, tôi sẽ rủa anh làm cho doanh nghiệp của anh bị phá sản, gia đình anh đổ vỡ, tôi sẽ rủa anh để anh bị ung thư. Tôi đã từng được nghe những người nói giống như vậy. Chúng ta làm gì? Nhiều người sợ quá không dám nói gì hết.
Nhiều người sợ quá, không có dám đi ra và không dám trình bày cho những người bậc lãnh đạo cấp trên mình. Bởi vì họ sợ rằng khi mà mình nói ra thì có thể mình sẽ bị gủa và gia đình mình, công việc của mình sẽ bị phá sản, hay gia đình mình đổ vỡ, hay mình bị bệnh ung thư gì đó, vân vân. Kinh Thánh nói với chúng ta là những người đó đừng sợ. Đừng sợ họ. Họ chẳng làm gì được chúng ta cả. Do đó chúng ta cứ nếu như người đó là người như vậy thì chúng ta được trình bày lãnh đạo. Chút xíu chúng ta sẽ đi sâu hơn phần này. Giê-rê-mi đoạn 27 câu 1 đến câu 3. Khi Sê-đê-đia, con trai của Yô-si-a, vua Giu-đa bắt đầu cai trị, thì có lời của Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi. Đức Giê-hô-va phán với tôi, con hãy làm cho mình một cái roi da, một ách, mang vào cổ. Sau đó con hãy gửi thông điệp đến vua Ê-đôm, vua Mô-áp, vua của con cháu Am-môn, vua Ti-rơ và vua Si-đôn, và trung gian của các sứ thần đến Jerusalem ý kiến Sê-đê-đia, vua Giu-đa. Tuy nhiên là trong cái đoạn thánh này, bởi vì nó rất dài, tôi tóm tắt lại, đó là Chúa sai tiên tri Giê-rê-mi là một hành động tiên tri, đó là đeo một cái ách trên người và làm cái roi da và công bố rằng họ sẽ bị vua Nebuchadnezzar chiếm và cai trị lấy họ. Rồi, trong Giê-rê-mi đoạn 27 ha, chúng ta sẽ qua Giê-rê-mi đoạn 28. Thì một tiên tri tên là Hananiah giật cái ách khỏi cổ tiên tri Giê-rê-mi, sau đó ông ta bẻ gãy nó đi và tuyên bố trước mặt toàn dân. Ông ta nói thế này: Chúa phán như vậy, trong vòng 2 năm tới ta cũng sẽ cất ách của Nebuchadnezzar vua Babylon khỏi cổ và khỏi cổ mọi dân tộc, và bẻ gãy như vậy. Tiên tri Giê-rê-mi ra về. Sau khi tiên tri Hania bẻ gãy ách khỏi cổ Giê-rê-mi, Chúa phán với Giê-rê-mi: con hãy đi nói với Hania, Chúa phán như vậy, ngươi đã bẻ gãy ách bằng gỗ, nhưng ngươi sẽ làm ách bằng sắt thế vào. Chúng ta coi cái tiếp, câu 14. Thì Chúa vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: ta sẽ đặt ách sắt trên cổ mọi dân tộc này, để chúng phục dịch Nebuchadnezzar vua Babylon. Chúng sẽ phục dịch người, ngay cả thú rừng ta cũng ban cho người. Bây giờ tiên tri Giê-rê-mi nói với tiên tri Hananiah: ông Hananiah, xin ông nghe đây, Chúa không hề sai phái ông, chính ông đã làm cho dân này tin cậy những lời giả dối. Vì thế Chúa phán như vậy: này, ta sẽ đem ngươi ra khỏi dương gian, ngươi sẽ chết nội trong năm nay, vì ngươi đã rao giảng sự nổi loạn nghịch lại Chúa. Tiên tri Hananiah qua đời ngay chính năm ấy vào tháng 7. Nào, cái điểm thứ hai chúng ta đang nói đến đó là một tiên tri nói theo xác thịt, đó là ông Hananiah. Chúa bảo ông Giê-rê-mi làm hành động tiên tri là đeo cái ách vào cổ và nói đến là vua Nebuchadnezzar sẽ bắt dân tộc. Nhưng mà Hania nó nghịch lại lời tiên tri này, cái chuyện này không có, Chúa sẽ bẻ gãy ách này và mọi người sẽ được tự do. Thì ông Giê-rê-mi nghe như vậy thì ông rời khỏi cái buổi đó. Thì trên đường đi thì Chúa mới nói rằng hãy trở lại nói Hania là ngươi không có, thì không phải lời của ta mà tự ngươi nói, ta không hề sai ngươi nói điều giả dối, ngươi làm những điều cho dân chúng tin cái lời giả dối này của ngươi, do đó hôm nay trong năm nay ngươi sẽ chết. Chuyện này xảy ra y chang giống vậy. Để chúng ta thấy được rằng đó, cái sự nói tiên tri giả dối rất là nguy hiểm, có thể mất mạng của mình. Nói tiên tri theo xác thịt vô cùng nguy hiểm vì mượn danh Chúa để nói ý mình. Sử dụng danh Chúa cách không tôn kính là tội phạm thường. Càng nguy hiểm hơn khi chúng ta nói tiên tri nghịch lại điều Chúa nói, như trường hợp của tiên tri Hananiah. Bây giờ chúng ta nói đến những người không có chức vụ tiên tri thực sự. Những người không có chức vụ tiên tri thực sự là ai? Là những người không vâng phục hay khoe khoang mình nói tiên tri. Những tiên tri vì tiền, vì danh. Như vậy những người mà không vâng phục, người nổi loạn, những người
khoe khoang về chức vụ tiên tri của mình. Những người nói tiên tri chỉ vì tiền, vì danh, à, những người này không phải là những người có chức vụ của tiên tri thật. À, những tiên tri Hải Âu, tiên tri Hải Âu, tiên tri Hải Âu là gì? Tiên tri nơi nào có thức ăn thì đáp đậu, nơi nào có tiền thì có, nơi nào có danh thì nhào vô, và xưng mình là chức này chức nọ, và đưa ra những cái business card, như là những cái thẻ tên hiệu của mình, xưng hô của mình thế này thế kia. Rồi những tiên tri đi tìm tòa giảng. Nếu chúng ta là người tiên tri hay người được gọi để giảng tin lành thì Chúa sẽ đưa người đến nghe chúng ta, giống như dân Ba Tích. Đừng có đi đến đây, đi đến đó và nói rằng tôi đã đến đây, ông mục sư có để tôi giảng được một bữa nào không? Đừng có tìm tòa giảng. Đừng có tìm tòa giảng. Trừ khi nào chúng ta có bạn bè ai đó là quen với chúng ta và họ thân với chúng ta, và chúng ta có thể nói là tôi sẽ đi qua bên đó và tôi sẽ ghé thăm mục sư, vân vân, đại khái gì. Còn nếu họ muốn mời chúng ta giảng thì cái việc của họ. Còn nếu họ không mời chúng ta thì đừng có tìm tòa giảng. Matthew đoạn 3 câu 4 đến câu 6 cho chúng ta biết về ông Giăng Báp-tít này. Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Dân chúng từ Jerusalem, khắp vùng Giu-đê và cả vùng châu thổ sông Giô-đan đều đến với ông. Sau khi xưng tội, họ được ông là phép bắt tem và dưới sông Giô-đan. Như vậy, ông Giăng Báp-tít, ông không hề mặc áo thầy tế lễ, ông không không mặc áo của người Rabbi, ông không còn mặc áo lễ của người phục vụ trong đền thờ. Ông chỉ mặc áo lông lạc đà, thắt lưng da, ăn châu chấu mật ong thôi. Thế mà ông giảng ở ngay cả trong sa mạc đó, thế mà người ta cũng đổ dồn đến để nghe ông giảng. Như vậy cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta được Chúa gọi để giảng và Ngài sức dầu cho chúng ta, thì Ngài sẽ tìm cho chúng ta một tòa giảng, tìm những con người để chúng ta nói tiên tri cho họ. Cho nên đừng có đi tìm kiếm cái tòa giảng. Chúng ta hãy tìm kiếm Chúa, và tòa giảng thì Chúa sẽ đưa đến chúng ta. Amen. Điểm thứ ba là tiên tri giả. Có một sự lan truyền của các uế linh như Jezebel, Absalom, Balaam, nghe họ chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Jezebel là một cái dạng linh mà chúng ta sẽ đi nói đến phần cái linh sau này, nhưng mà luôn luôn chống lại tiên tri. Tiên tri và Jezebel không thể nào ở chung một chỗ. Một là người này ở, hai là người kia đi. Không thể nào ở chung một chỗ được. Bởi vì tiên tri luôn luôn chống lại Jezebel, và Jezebel luôn luôn chống lại tiên tri. Jezebel luôn luôn dùng những thủ đoạn để giết tiên tri, và tiên tri luôn luôn dùng cách để mà tiên tri thật luôn luôn tìm cách để giết tiên tri giả và những người nói loạn. Rồi Absalom là cũng một cái dạng, và những người nhân sự, những đứa con trong tục linh trong hội thánh, những đứa con rất là dường như rất là nhân sự, rất là người lãnh đạo, rất là phục vụ trong hội thánh hết lòng, nhưng mà tìm cơ hội để lật đổ người lãnh đạo của mình, giống như là Absalom. Chúng ta cũng sẽ nghe cái bài này về linh của Absalom trong tương lai. Ok, tiếp là Balaam là người mà nói tiên tri chỉ tiền. Nếu chúng ta nghe theo họ, chúng ta sẽ bị diệt. Jeremy đoạn 27 câu 10. Họ rao truyền cho các ngươi lời tiên tri giả dối, hậu quả là các ngươi sẽ bị diệt dập. Như vậy tiên tri giả đến để làm gì? Họ giảng để lôi cuốn chúng ta vào đó và chúng ta bị diệt. Cho nếu như chúng ta trong thời kỳ cuối cùng chúng ta không có đứng vững trong lời Chúa, không được chìm, được dầm thấm mình trong cái lời của Chúa, sâu nhiệm trong lời Chúa, chúng ta sẽ dễ dàng bị lừa gạt. Matthew 7 câu 15. Hãy đề phòng các tiên tri giả là những người đội lớp chiên đến với các con, nhưng bên trong là lang sói thám tàn. Vào ngày ấy nhiều người sẽ nói với ta rằng là Chúa, chứ con từng nhân danh Ngài nói tiên tri, nhân danh Ngài trừ quỷ, nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ. Nhưng ta phán cùng họ rằng ta không biết các người, hỡi những kẻ gian ác. Chữ gian ác này ra có nghĩa là những kẻ sống không theo luật pháp, không còn có vâng lời Chúa. Hãy lui ra khỏi ta. Như vậy cho chúng ta thấy rằng những người mà tiên tri giả này thực sự là ai? Những người vốn là tiên tri thật,
nhưng mà họ bị lôi cuốn bởi việc thế gian này và họ bán linh hồn của họ cho những cuộc vọng của xác thịt, và để cuối cùng là họ đánh mất linh hồn của mình đời đời trong hồ lửa. Đây đều rất là cẩn thận, chúng ta không thể nào bán chúng ta một cách dễ dàng, bán linh hồn của chúng ta một cách dễ dàng. Giê-rê-mi đoạn 23 câu 31 câu 32. Chú phán: này, ta chống lại các tiên tri dùng lưỡi mình tuyên bố chú phán. Chú phán này, ta chống lại các tiên tri thuật chiêm bao giả dối, dẫn dân ta đi lạc với những lời giả dối kinh xúc, trong khi ta chẳng sai phái cũng chẳng truyền bảo chúng. Có những người đến và ô tôi nằm mơ thấy chuyện này, tôi nằm mơ thấy kia, tôi nằm mơ thấy chị được chuyện này, mơ thấy chị anh thấy kia, và tôi thấy được chú ban phước cho anh chị, vân vân, tất cả này. Chúng ta đừng vội vàng nghe những lời đó mà chúng ta cầu nguyện. Chúa kiểm tra lại, đừng nghe những lời rất là ngọt ngào đó. Tôi từng nghe những người mà tiên tri đến và họ và trong hội thánh rồi họ giảng, sau đó rồi họ mới để lại là ai muốn viết thêm về mục vụ của tôi để hay cần tôi cầu nguyện thì xin điền số phone ở đây, điền email của chúng tôi đây rồi tôi sẽ cầu. Sau khi mà họ điền xong, chúng ta đến và chúng ta tưởng là họ sẽ đến đâu, chúng ta điền, sau đó về họ liên lạc với những người này và họ biết ai là những thương gia, ai là họ kể mục vụ của họ và họ kêu gọi chúng ta dân hiến mà không thông qua người sư lãnh đạo. Đây là một điều sai lầm rất là lớn khi có những người đến hội thánh chúng ta. Thí dụ như tôi đến hội thánh của mục sư Thuyết Kiều, tôi muốn xin điều gì đó, tôi muốn liên lạc với ai trong hội thánh mục sư Kiều, hay là muốn đưa đó tôi xin phép. Tôi phải nói mục sư, tôi muốn tôi có một vụ như thầy và tôi giúp đỡ cho người nghèo như đó, mục sư có thể cho phép tôi được cho tín đồ tôi để tên của tôi đó, tín đồ nào muốn liên lạc để biết thêm về công việc Chúa của tôi thì họ có liên lạc với tôi được không? Tôi xin phép, chứ không phải nào tôi tự động tôi đến và tôi gặp người này, tôi gặp người kia, tôi lôi kéo họ để mà họ giúp đỡ tôi. Đây là một chuyện đi tắt, đó là điều rất là sai lầm. Tiên tri giả là những người trong hội thánh giảng trên tòa giảng, hai người có tiếng nói trong hội thánh. Họ có thể là người bắt đầu tốt nhưng sau đó họ đời sống không vâng phục đến Christ, không tôn trọng trật tự của nước trời, họ nhận ân tứ từ Chúa nhưng phục vụ mục đích riêng của mình, họ bị ma quỷ dụ dỗ trở thành công cụ của chúng. Chúng ta cũng đã nói đến các nhà lãnh đạo, những nhà tiên tri bối toán về tiền bạc. Kinh Thánh dùng là tiên tri bối toán về tiền bạc, nhưng mà thầy nói tiên tri nhưng bối toán về tiền bạc, nói để thu nhập cái lợi tức cho mình. Tiên tri giả thường nói ra từ linh đồng bóng và bối khoa. Họ có một đời sống ô uế nhưng người này thường có liên hệ bùa chú bối khoa đồng bóng. Cẩn thận chẳng đứng như người này. Cấm không cho họ nói Chúa nói, Chúa phán, Chúa biểu, Chúa kêu. Khi những linh này xuất hiện sẽ tạo nên lộn xộn trong hội thánh, chẳng đứng họ ngay. Chúng ta để ý một số người, ví dụ như những người xuất thân từ là ngồi đồng bóng, người xuất thân từ những người thuộc thờ thần tượng vân vân, và khi mà họ tin Chúa thì cái mắt tâm linh của họ đã được các tà linh này mở ra, cho nên họ có thể liên hệ đến thế giới linh rất là nhanh chóng. Nhưng mà bởi vì họ mới là người tin Chúa cho nên họ không biết cái nào đến từ nơi Chúa hay cái nào đến từ nơi ma quỷ. Họ cần phải được đời sống, họ cần được thanh tẩy để mà có thể biết cái nào đúng, cái nào sai. Do đó họ đang ở giữa chỗ xấu xám. Do đó họ sẽ có lúc họ nói đây là lời Chúa đúng, nhưng mà sau đó họ nói cũng là lời của Chúa nhưng mà họ nói sai. Do đó chúng ta cần phải hướng dẫn họ ở trong lời của Chúa một cách rất là rõ ràng, đừng cho họ nói lung tung. Và nhất là chúng ta phải nói là muốn nói gì cho người khác hãy xin là nói cho một sự trước, sự cho phép mới được nói, và không thì đừng có nói. Thì chúng ta nên để ý cái này. Thứ tư là chúng ta nói đến tiên tri nói từ gánh nặng trong lòng mình. Giê-rê-mi đoạn 23 câu 34 câu 37. Còn tiên tri, thầy tế lễ hoặc người dân nào nói đây là gánh nặng từ Chúa, ta sẽ phạt người ấy với cả gia đình.
À, thế là điều mà các ngươi phải hỏi nhau, người này hỏi người kia, Chúa giải đáp thế nào, Chúa phán dạy điều gì. Nhưng các ngươi không được nhắc đến gánh nặng từ Chúa nữa, vì gánh nặng ấy chỉ là lời riêng của mỗi các ngươi, và như vậy các ngươi bóp méo lời của Đức Chúa Trời hàng sống, Chúa vạn quân, Đức Chúa Trời của chúng ta. Đây là điều các ngươi phải hỏi tiên tri, Chúa trả lời ông thế nào, Chúa phán dạy điều gì. Giê-rê-mi đoạn 23 câu 38 đến 40. Còn nếu như các ngươi tiếp tục nói đây là gánh nặng từ Chúa, thì Chúa phán như vậy: vì các ngươi nói lời này, đây là gánh nặng từ Chúa, trong khi ta đã sai người đến dạy các ngươi, đừng nói đây là gánh nặng từ Chúa. Vì thế này, chắc chắn ta sẽ nhấc các ngươi lên, ta sẽ ném các ngươi luôn với thành ta ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi ra khỏi mặt ta. Ta sẽ khiến cho các ngươi chuốc lấy xấu hổ đời đời, nhục nhã mãi mãi, không sao quên được. Nào, tiên tri nói từ gánh nặng là thế nào? Tiên tri nói nó là đến từ nơi sự bức xúc của mình. À, ai nói từ gánh nặng nó từ nơi trong lòng của mình, bởi vì có những cái chuyện gì trong đời sống của mình và mình thấy bị nặng nề và mình nói nó ra, mà chúng ta mượn Chúa để chúng ta nói. À, chúng ta lấy danh của Chúa để chúng ta nói là đây là lời Chúa nói như vậy đó. Ví dụ như điển hình tại một việc chúng ta bất hòa với một ai, chúng ta không giải quyết với họ, mối quan hệ trở nên căng thẳng. Ví dụ như có người họ bỏ vợ bởi vì họ đã bất hòa với vợ và họ không có với chồng của họ, và cuối cùng họ mượn danh của Chúa, họ nói Chúa biểu họ phải ly dị. Bởi vì họ sống không sống chung được với người này nữa, người này làm cho họ nặng nề quá, làm cho họ mệt mỏi quá, rồi cuối cùng họ nói rằng Chúa biểu họ ly dị, và họ mượn danh Chúa để họ nói ly dị. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng cho nên cuối cùng họ rồi họ vào với chồng mình, hoặc là có chuyện với người mục sư trong hội thánh và họ bực bội mục sư quá, bực bội nhân sự đó quá, và họ nói rằng Chúa biểu họ đi. Nhưng mà trước đó họ cũng nói là Chúa kêu họ đến tới đây để với họ thánh, và sau đó họ cũng nói Chúa biểu họ đi. Cho nên đây là một điều vô cùng quan trọng, và Chúa nói rằng nếu người mà nói mượn danh Chúa mà nói đó, và Chúa nhắc nhở họ mà họ không nghe đó, thì Chúa nói là Chúa sẽ ném họ và luôn với những gì mà Ngài ban cho họ, khỏi xa mặt Ngài, và người đó phải chịu sự nhục nhã mãi mãi. Cho nên chúng ta cẩn thận điều này. Đây là điều mà tôi thấy rất nhiều người họ không thích ai đó, họ có gánh nặng trong lòng, họ mượn Chúa họ nói ra, nói sự bức xúc của họ. Rồi đại khái họ bất mãn ông mục sư nào đó trong hội thánh, người lãnh đạo trong hội thánh đó, họ bất mãn quá. Chúa nói với người cho bày tỏ, tôi biết mục sư đó như vậy đó, cái bà đó như vậy, đó là một điều vô cùng tai hại nữa. Bởi vì chúng ta không thể nào ở cái sự bức xúc của chúng ta và chúng ta dựa trên danh của Chúa mà chúng ta mượn cớ để chúng ta nói ra. Chúa sẽ không dung tha chúng ta chuyện này, điều này đâu. Điểm thứ tư chúng ta sẽ nói đến đó là nói tiên tri để điều khiển người khác hay chiều theo ý người khác. Ê-xê-chi-ên đoạn 13 câu 2: Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch lại cùng các tiên tri của Israel, là những kẻ đương nói tiên tri, và bảo cho những kẻ nói tiên tri bởi lòng riêng mình rằng hãy nghe lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên là cũng tương tự giống như mà tiên tri gánh nặng vậy đó, họ nói từ lòng riêng của họ chứ không phải từ nơi Chúa. Chúa nói là Chúa tiên tri nghịch lại, Chúa ra lệnh nói tiên tri nghịch lại những người này. Ông vua Ahab có 400 tiên tri nói theo ý ông. Nhờ đó họ được cung cấp cuộc sống dư dật. 400 tiên tri này là tiên tri giả mà chúng ta ông Ahab, vua Ahab có đó, là tiên tri nó hùa. Vua nói gì thì hùa theo nói vậy. Có một số tiên tri nói ra để kiểm soát hay điều khiển người khác làm theo ý mình. Họ nói để có người giúp đỡ họ, phục vụ họ. Họ là tiên tri nói sau lưng, nó hùa theo đó. Thật ra chúng ta cũng đừng có, chúng ta để ý họ, nhưng đừng có quan tâm đến những người này. Rồi lời tiên tri sau lưng.
hay là tiên tri bãi đậu xe, kiếm chỗ nào đó là họ đậu lại, kiếm ai thích nghe tiên tri họ nói tiên tri cho người đó nghe. Chúng ta để ý điều này. Chúng ta cần được gây dựng chính mình bằng cách nói tiên tri để gây dựng người khác. Chúng ta cần nghe lời tiên tri để gây dựng chính mình cho chức vụ của mình. Nhưng mà có những tiên tri mà cứ nhảy lung tung thì chúng ta đừng bao giờ nghe họ. Nếu mà người đó không có một chức vụ rõ ràng, ở trong hội thánh rõ ràng, không có một cái sự vâng phục rõ ràng, thì đừng có để tâm đến những lời người đó nói. Có một số người vận động lôi kéo người khác theo mình để giúp đỡ, như tôi đã nói hồi nãy, đó là những người đến để lôi kéo. Tôi được một người bạn của tôi kể chuyện tôi nghe, vì tôi cũng những ai mà hầu Chúa lâu năm, những người mà trong chức vụ lâu năm, đặc biệt trong ân tứ, thì tôi thường gặp họ, và tôi trong thời gian mà còn bắt đầu chức vụ thì tôi thường mời họ về nhà rồi ăn, rồi hỏi họ nhiều câu hỏi ở trong kinh nghiệm trong chức vụ. Thì có một mục sư bạn của tôi, ông kể cho tôi nghe cái điều này. Ông nói ông là người Singapore, và ông là người tổ chức những cái chương trình mà mời các nhân diễn giả ở khắp nơi thế giới đến để giảng. Thì ông nói rằng ông khám phá ra nhiều người có nổi tiếng, nhưng mà thật sự ra cái đời sống của họ không có tốt. Có những người mục sư, ông kể rằng có một người mục sư đến, và trong lúc ông mời đến thì ông giao cho một ông doanh nhân này này để mà chở ông này đi. Thì khi mà ông doanh nhân này chở đi đó, thì cái người tiên tri này mới nói thế này: tôi cần ghé đây để mua một chút đồ cá nhân. Thì doanh nhân này nói: mục sư, ông cứ mua đi rồi tôi sẽ trả tiền cho. Và cuối cùng ông đó mua một cái, nguyên cả một trô này, tuy nhiên gần giống một cái xe đẩy, tất cả đồ ông thích mua ông bỏ vô đó, và ông doanh nhân này trả tiền. Thì người bạn tôi mới nói với ông đó là tại sao ông làm như vậy. Thì ông này nói rằng ông gì đâu, ông nói tôi mua gì mua, cần mua thì tôi cũng mua, và ông chối, không có nói đến sự thật. Cho nên người bạn tôi mới nói rằng kể từ hôm nay anh sẽ không bao giờ đặt chân đến Singapore được, cái gì ông sẽ không có chỗ đứng nào tại Singapore cả. Và tôi học được từ nơi này. Tại sao vậy? Chúng ta không muốn nhân sự của chúng ta, chúng ta không muốn hội thánh của chúng ta đến để mà đối diện trường hợp này. Và tôi được một người tín đồ trong hội thánh tôi được kể rằng là có một người đến nhà của họ, một mục sư từ Việt Nam đến và ở nhà của họ. Rồi ông ta kể chức vụ ông thế này kia, và ông ta muốn mua ít đồ nhà mua dùm. Rồi cái người tín đồ trong hội thánh tôi mua dùm cho. Rồi sau đó ông ta trở về Việt Nam, rồi ông ta nói rằng kêu rồi nhờ mua cho thêm mua đồ này mua đồ nọ. Và tôi nói rằng đừng bao giờ liên lạc với ông, và ông đó nói đừng cúp. Tôi chưa dịp gặp ông đó, và nếu tôi gặp tôi cũng sẽ nói cái chuyện này. Cho nên có những người mà họ dùng cái mối quan hệ, mượn mối quan hệ của người này người kia để mà họ lợi dụng. Cho nên nếu chúng ta là người mục sư đó, chúng ta nên cũng để ý cái chuyện này. Có những người họ đến với chúng ta, và chúng ta nghĩ rằng họ đến với chúng ta để mà chào thăm, tạo mối quan hệ, nhưng mà lắm khi đó họ mượn mối quan hệ của chúng ta đó để họ làm những cái chuyện mà kín giấu chúng ta phía sau lưng. Đây là điều chúng ta phải để ý điều này. Cho nên tiên tri giả ngày hôm nay, những mục sư giả ngày hôm nay nhiều lắm. Do đó chúng ta phải cẩn thận điều này. Nói sau lưng làm cho mục sư và ban lãnh đạo hội thánh mất uy tín, không theo khải tượng hội thánh và bị lộn xộn và chia rẽ. Do đó nếu như ai trong hội thánh mà họ xưng họ là tiên tri nhưng mà họ nói phía sau làm cho hội thánh lộn xộn chia rẽ, chúng ta phải chặn đứng điều này. Kế tiếp chúng ta nói không có sự ủy quyền hay cho phép của người lãnh đạo.
chúng ta là nếu ta là người mà học tiên tri hay là chúng ta những người tiên tri, chúng ta phải học giống như là phải liên hệ hợp tác với những người lãnh đạo trong hội thánh. Cái chức vụ tiên tri dùng để gây dựng khích lệ hội thánh. À, nếu mà chúng ta chỉ nói tiên tri thôi, huống chi là chức vụ tiên tri. Nếu chúng ta là người nói tiên tri thì dùng để gây dựng khích lệ hội thánh. Còn nếu như chúng ta là tiên tri thì mức độ phải cao hơn. Cho nên chúng ta cần phải hợp tác với ban lãnh đạo thánh, và đó tôi đã nhận Chúa. À, tôi nhận bằng tin là khải tượng của Chúa cho thánh, và tôi đều đưa ra cho một sự tội như thế nào. À, chứ không phải là chúng ta đến và chúng ta, nếu một sư đó không nhận thì thôi. À, nhưng chúng ta không được quyền đi ra, nó là Chúa bày tỏ tôi cái điều này mà ông sư chẳng biết gì hết, ông không có làm theo. À, chúng ta tạo nên cái sự xung đột trong một thánh, từ lãnh đạo đến tín đồ, thì đây là một điều vô cùng sai lầm. Người tiên tri phải vâng phục người lãnh đạo thánh và lời lỗi của hội thánh. Chúng ta nhớ dù chúng ta là tiên tri nhưng mà ở trong hội thánh người mục sư là Chúa giao cho họ quản nhiệm hội thánh. Và trong đó có chúng ta. Cho nên khi chúng ta đi đâu chúng ta vẫn ở trong sự bao phủ của hội thánh địa phương. Cho nên nhiều người nghĩ mình là tiên tri cho nên họ đứng solo, đứng một mình. Và tôi nói rằng những người đó mà đứng một mình vô cùng nguy hiểm. Họ sẽ không tồn tại lâu đâu. Chúng ta cần có hội thánh cùng có một thân thể của Chúa đừng đứng chung với nhau. Do đó chúng ta phải nên vâng phục người mục sư địa phương. Đừng cho mình là tiên tri rồi không có nghe ai cả. Người tiên tri được kêu gọi để xây dựng chứ không phải đập đổ. Nếu có đập đổ chăng nữa thì họ đập đổ quỷ phá công việc của Satan. Sau đó thì xây dựng nước Đức Chúa Trời. Điểm năm chúng ta nói đến là không có người tiên tri không có sự tinh sạch trong tấm lòng. Hebrews 12 câu 1. Vậy nên vì chúng ta có cả một đám mây nhân chứng rất lớn bao quanh, hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên trì chạy trong cuộc chạy đua đã dành sẵn cho mình. Như vậy, cái người tiên tri chúng ta phải giữ cho đời sống mình một cách trong sạch, một cách ngay thẳng để chúng ta chạy và kết thúc chạy đua của mình trên đất này. Do đó chúng ta phải giữ mình. Và Chúa Giêsu nói thế này trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 8, phước cho người có lòng trong sạch thì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Như vậy cái một điều mà cái người tiên tri cần có đó là chúng ta cần có cái lòng trong sạch, bởi vì chúng ta là người tương giao với Chúa, chúng ta cần gặp gỡ Chúa thường xuyên để nghe tiếng phạt của Ngài, nên giữ của mình trong sạch. Chúng ta để ý hồi nãy tôi có nói đến tính cách của những người tìm kiếm giảng đó. Họ anh người có những cái tà linh, những cái người nói đem những linh lạ đến đó, thì họ giống như virus, họ bước vào trong hội thánh và họ tạo nên sự xung đột sau khi họ đi. Hội thánh chúng ta sẽ gặp nhiều cái phiền toái. Tôi muốn nói đây hai mặt như thế này. Thứ nhất, người tiên tri đến trong hội thánh của chúng ta, họ sẽ làm một số điều. Họ sẽ chỉnh lại cái nền của hội thánh, chính là hội thánh của Chúa có cái điều gì sai. Tiên tri đến giảng và làm cho hội thánh của Chúa được chỉnh lại. Nhưng mà tiên tri giảng đến thì nó làm cho hội thánh trở nên lộn xộn. Cho nên chúng ta cần phải để ý cái chuyện này. Và họ đem linh lạ đến hội thánh của mình, lửa lạ đến hội thánh của mình. Chúng ta cần ghi nhận và lưu trữ những lời tiên tri. Tài liệu bằng chứng của lời tiên tri rất là quan trọng, chống việc lại sử dụng cách sai lạc. Đây là phương cách bảo vệ người tiên tri. Tất nhiên là nếu như mà chúng ta nói tiên tri cho người nào đó và người ta nói là chúng ta là tiên tri giả, thì chúng ta phải đòi hỏi là có bằng chứng không, có thâu âm không. Còn nếu không có thâu âm, không có ai làm chứng, thì chúng ta ngừng lại. Cho nên cần có cái điều này. Nhắc nhở khích lệ người nhận lời tiên tri chiến đấu những gì Chúa hứa cho mình. Có nghĩa là lời tiên tri mà chúng ta muốn nhận được, có được, chúng ta phải chiến đấu. Nếu chúng ta không chiến đấu, chúng ta không nhận được. Do đó khi mà người ta nói, một người nào nói tiên tri cho chúng ta không nhận được lời tiên tri mà đã hứa đó, chưa hẳn là người tiên tri sai. Bởi vì chúng ta không chiến đấu cho lời tiên tri của mình, ta không sống đúng như lời tiên tri của mình.
thì chúng ta không nhận được. Cho nên đừng có, bởi vì mình không chiến đấu cho lời tiên tri, mình đổ thừa ông tiên tri đó nó bậy giả, à thì đó là sai nữa. À, cho nên nếu không có máy thâu âm, không lưu trữ lời tiên tri, hoặc mời người làm chứng, thì đừng có phê phán gì cả. Những lời tiên tri không ứng nghiệm và nhận biết cái tiên tri giả. Những lời tiên tri không ứng nghiệm, như tôi đã nói, lời tiên tri không ứng nghiệm không phải là cái người tiên tri. Và cũng có khi người tiên tri nói sai. Tôi không luôn luôn nói lúc nào người tiên tri cũng nói đúng cả. Nhưng mà khi mà họ nói sai không có nghĩa là họ tiên tri giả. Và nhận biết các tiên tri giả, đây là điều mà chúng ta cần phân biệt và chúng ta đã nói qua rồi. Tiếp chúng ta nói đến những tiên tri không thực hành những gì mình giảng, một lối sống không công chính, tinh kính sẽ hủy hoại đời sống và chức vụ. Chúa Giêsu không chỉ đại diện cho một đời sống trọn vẹn nhưng còn thánh khiết nữa. Chúng ta phải luôn luôn tìm cầu sự nên thánh. Chúng ta không tìm cầu những đầy tớ Chúa trọn vẹn hay hoàn hảo, mà là những người thánh khiết luôn học đòi theo đời sống thánh khiết của Chúa Giêsu. Có người là ống dẫn của Chúa nên không ai hoàn toàn hay trọn vẹn cả. Chúng ta chưa biết trọn vẹn, chúng ta chỉ biết một phần thôi, và nói tiên tri chưa trọn vẹn chỉ một phần thôi. Do đó chúng ta cần kiểm tra lý lịch của những người tiên tri trước khi họ mời họ giảng cho mình. Do đó chúng ta nhớ rằng có những cái lời tiên tri đến với chúng ta, giống như tôi làm chứng hồi nãy trước khi bắt đầu chia sẻ đó, có những lời tiên tri đó đến với chúng ta nó không trúng gì chân, nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng đó là chúng ta hãy cầu nguyện lại với Chúa. Đừng nghĩ lời tiên tri đó nói không trúng mình là chưa hẳn, không hẳn là cái nào là tiên tri đó là tiên tri giả là đến từ Chúa, nhưng mà chúng ta cân nhắc cái điều này là cân nhắc là bỏ lên cân, chúng ta cân nhắc lại, cầu nguyện với Chúa lại. Cách xử lý tiên tri giả. Cô tôi nhất đoạn 5 câu 6 câu 9, điều anh chị em khoe khoang không có gì tốt cả, anh chị em không biết rằng một chút men làm cả đống bột dậy lên sao. Hãy tẩy sạch men cũ đi để anh chị em trở nên bột mới như bánh không men. Vì Chúa có thế chính là chiên con sinh tế của chúng ta trong lễ vượt qua đã bị hy sinh. Vậy hãy cử hành lễ vượt qua không phải với men cũ là men vu cáo gian ác, nhưng với bánh không men, tức là lòng chân thành và lẽ thật. Trong thư tôi viết cho anh chị em có dặn anh chị em không nên giao tiếp với những kẻ gian dâm. Cô tôi nhất đoạn 5 câu 10 câu 11, ý tôi nói không phải những kẻ gian dâm của thế gian này hay những kẻ tham lam, kẻ lường gạt hay thờ tượng. Nếu thế anh chị em tất phải lìa bỏ thế gian này. Tôi viết cho anh chị em bảo đừng giao thiệp với bất cứ ai tự xưng mình là anh em. Và gian dâm, tham lam, thờ thần tượng, chửi rủa sai xưa, lường gạt, cũng đừng ăn uống với những người như thế. Nào ở đây câu thánh này nói chung đến những người tín đồ mà họ sống một đời sống không có trong sạch, không có trong tội lỗi, sống trong những, họ là những cái men chạy trong bột. Cho đến Chúa dạy chúng ta, lời Chúa dạy chúng ta đừng có giao thiệp với họ. Nếu như cái điều này đã nói cho chúng ta về những tín đồ mà chúng ta đừng nên đến gần với họ, thì huống chi những người đó là những người tiên tri. Có một điểm đặc biệt mà tôi muốn giải thích chúng ta thế này. Tôi có người hỏi tôi tại sao mà những người này lại mà tốt như thế mà tại sao lại đi theo những tà giáo như vậy? Và tôi giải thích cho họ thế này đó. Họ không đi theo tà giáo bởi vì một bữa họ nghe, nhưng mà họ ở gần những người này. Và cái mối quan hệ này, cái linh lừa dối nó tiếp tục lừa dối giống như là men vậy. Ở gần cái người đó thì thế nào một lúc nào đó thì cái linh đó nó lừa dối chúng ta và làm chúng ta trở nên u mê. Chúng ta nhớ đến là ông Paulo có nói hỏi người Galati ngu dại kia ai bùa ếm anh chị em. Như vậy nó có một cái linh gọi là linh bùa chú, bối khoa, tà thuật hay là cái linh lừa dối. Khi chúng ta gần tới họ đó thì chúng ta giống như bột một chút xíu men thôi, nó sẽ làm dậy nó một lần. Cho nên nếu như mà chúng ta biết những người đó có những cái dấu hiệu giống như vậy thì đừng đến gặp. Nếu đến khuyên họ, họ lắng nghe, cao mà chưa tốt. Nếu họ có ông, nếu khuyên họ mà họ không nghe thì chúng ta cứ để họ. Bởi vì chúng ta sẽ gần họ. Nếu chúng ta không giữ mình, chúng ta có thể là bột mà bị men nó lây. Tích câu 10, tích câu 10, câu 11.
Vì có nhiều kẻ bất phục, lời nói hư vô, không vô nghĩa và lừa gạt. Tất cả những kẻ trong nhóm người các vị cần phải bịt miệng họ lại. Họ vì lời lọc thấp hèn, dạy những điều không đáng dạy, phá hoại toàn thể gia đình một số người. À, Kinh Thánh dạy chúng ta là gì? Đối với những người này làm gì? Bịt miệng họ lại. Không cho nói nữa. À, Phúc truyền 18 câu 22. Nếu một tiên tri nhân danh Chúa công bố điều gì mà điều đó không phải xảy ra hay không ứng nghiệm, đó không phải là sứ điệp do Chúa phán dạy. Tiên tri đã nói vì tử phụ, anh chị em đừng sợ người ấy. Hồi nãy tôi nói đến cái những người như thế này, đừng sợ họ. À, và chúng ta nên trình cái điều này cho người lãnh đạo của mình. À, người này nói tiên tri nhưng mà tôi thấy có những chuyện này xảy ra như vậy đó. À, và đây là những người làm chứng nè. Chúng ta đừng bao giờ nói mà không có bằng chứng nha. À, chúng ta muốn trình cho người lãnh đạo phải có bằng chứng. À, còn nếu như không có bằng chứng thì đừng có nói, bởi vì nó không hợp lệ. Bởi Chúa dạy chúng ta 2 hay 3 từ chứng thì mới hợp lệ. À, do đó chúng ta cần phải có bằng chứng rõ ràng chúng ta mới nói, còn không thì đừng có nói. À, và nếu như chúng ta là người lãnh đạo mà chúng ta muốn xử như này, chúng ta có phần có vài người làm chứng mà Chúa ơi, con thấy vấn đề như này nhưng mà Chúa phải cho con bằng chứng mới được. Chúa đưa những ai đến để chỉ con chứng cớ về người này. À, do đó khi mà có những tiên tri giả ở trong hội thánh của chúng ta thì chúng ta phải xử họ. À, nếu như chúng ta không xử họ, à, thì họ sẽ giống như là Jezebel, họ sẽ nằm phía sau và họ dùng những thủ đoạn này thủ đoạn kia tạo nên sự lộn xộn trong hội thánh. Như vậy, cách kiểm soát tiên tri giả như thế nào? Kiểm tra, suy xét, khuyên lơn rồi hãy quyết định. Nếu nhận lỗi thì cho thời gian phục hồi. Nếu không nhận thì anh em đừng sợ người ấy, đừng bịt miệng họ lại, đừng giao thiệp, đừng ăn uống với người như thế. Không dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, vỡ trách nó thì hơn. Thông báo cho những người khác biết để họ không bị nạn. Trước khi mời một tiên tri nào phải tìm hiểu trước. Nếu ai hỏi mình thì thành thật trả lời vì lợi ích thân thể của Chúa. Khi có bạn bè thích và chơi thân với những tiên tri giả thì khuyên lơn họ, giải thích cho họ, đừng tránh xa những người này. Cách bảo vệ những người mà buộc tội tiên tri thật như ta nói, chứng minh bằng cách có chứng cớ, phải có người chứng, và cái người chứng phải người uy tín. Phải có thu âm hay là thu video. Nếu là tính lý chưa rõ cần giải thích, không thể định tội ngay. Như tôi đã nói, có những sự quyền nhiệm mà chỉ tiên tri mới biết. Kinh Thánh cho chúng ta biết là sự quyền nhiệm này là Chúa bày tỏ cho sứ đồ và tiên tri. Cho nên trong sự quyền nhiệm mà chúng ta không biết được, cho nên một sự nên tránh cái việc mà phê phán những điều này. Ví dụ như có những người mà được Chúa mặc khải để làm những hành động tiên tri. Giống như chúng ta được học trong thời gian qua, có những hành động tiên tri giống như ông Jeremy đeo trồng vào cổ và đi lon ton trên đường. Chúng ta dội dàng phê phán thì đó là điều sai, bởi vì Chúa cho họ một sự mặc khải và làm một hành động tiên tri. Tôi biết một sư ở bên Mỹ, ông kể tôi rằng Chúa đã đặt ổng dắt thập tự giả và đi vòng quanh một cái khu vực đó, và trong vòng khoảng một năm gì đó. Thì ông vâng lời Chúa, ông làm. Và sau đó ông mới nói rằng sau đó ông mua nhà thờ và Chúa chỉ ông là cái nhà thờ nằm ở trong cái miếng đất mà ông đã từng đi bộ và vác thập giá đi. Những người khác cũng chế cười ông. Nhưng mà sau này thì Chúa cho ông mua nhà thờ tại chỗ đó, và cái giá nhà thờ rất lớn, đẹp, và tôi tới đó và nó rất là rẻ tiền. Cho nên chúng ta biết rằng cái hành động tiên tri chúng ta không hiểu, cho nên đó là một sự mặc khải. Mà nếu đó là một sự mặc khải thì chúng ta không được phép phê phán, bởi vì chỉ người đó với Chúa thôi. Người đó có làm cái chuyện mà nó queer hay là cái chuyện nó khác thường, cái chuyện nó không hợp lý chẳng được, thì cái chuyện đó là chuyện của Chúa. Nếu liên hệ đến tinh lý là chuyện khác, mà liên hệ đến mặc khải là chuyện khác. Nếu người đó giảng về ba ngôi Đức Chúa Trời mà không đúng, nếu họ nói về Chúa Giêsu không phải là con của Đức Chúa Trời vân vân, hay là Chúa Giêsu chết và không sống lại, vâng, thì đó là liên hệ tinh lý. Chúng ta có thể xử lý chuyện đó dễ dàng bởi vì nằm trên cái tinh lý. Nhưng mà liên hệ đến mặc khải thì chúng ta đừng trở dạng phê phán. Hãy để cái việc đó cho những người giống như là tiên tri khác. Họ cân nhắc cái điều này, họ phân tích điều này, và họ xem cái điều này đúng hay sai. Còn chúng ta thì đừng vội vàng phê phán điều này, bởi vì nó là một sự mặc khải. Và sự mặc khải
lắm khi chỉ có người đó biết thôi. À, cho nên chúng ta, nếu như mà điều đó mà thật sự đến từ nơi Chúa đó, mà chúng ta phê phán cái điều đó đó, thì chúng ta đang chống nghịch lại cái điều của Chúa, và người đó bởi vì chúng ta mà họ không làm điều đó đó, thì chúng ta mắc tội với Chúa. À, nên là chúng ta nên để ý điều này. À, cảm ơn Chúa. Cho nên những cái việc này thì cần có một sứ đồ, tiên tri, sứ, không phải mục sư hay tín hữu. À, tâm thần của người tiên tri phải được các tiên tri kiểm soát, do những tiên tri sứ đồ kiểm soát. Ở sau đoạn 3 câu 5, vì diệm này Đức Chúa Trời đã không cho là người trong các thế hệ trước biết, nhưng hiện nay dùng Đức Linh khải thị cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Cho nên chúng ta nhớ trong cái thánh cơ chúng ta có một cái hội đồng tiên tri và sứ đồ tiên tri, họ họp lại với nhau, họ quyết định cái sự mặc khải là tin lành được giảng cho người ngoài. Họ đồng ý điều này. Cho nên cần có một hội đồng của sứ đồ hay là tiên tri ở tại đó, và họ cầu nguyện của Chúa, họ phân tích điều này ra. Ok, 10 điều đo lường người có chức vụ tiên tri. Người thành niên là Đức Chúa Trời tạo nên con người trước khi chức vụ được bày tỏ. Con người khác với sứ điệp, chức vụ và mục vụ. Nhân phẩm quan trọng hơn tài năng. Chúa Giêsu 30 năm trui rèn cho 3 năm rưỡi chức vụ. Cho nên một người mà tiên tri mà trưởng thành là chúng ta biết rằng Chúa quan trọng đến cái đời sống của người đó, con người của người đó, trước khi mà chức vụ của người đó được thể hiện ra. Cho nên Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời giấu trong 30 năm, và để sau đó Ngài vụ trong 3 năm rưỡi. Tính cách của người tiên tri, hay là tính cách, ngay cả chúng ta dùng cái này cho bất cứ mọi tình huống, không làm ai giáp phạm, có sự sức giàu và có quyền năng bày tỏ, lời tiên tri giảng đúng, có kết quả, tích cực, trong sạch và có lời chứng tốt. Amen. Sứ điệp của người tiên tri thì nói lẽ thật trong tình yêu thương, giải thích chân lý, và lời đó có chứa sự sống ở trong đó. Và sứ điệp phải quân bình, đúng như thánh, có nền tảng giáo lý vững chắc, Chúa xác minh lời Ngài, không phải con người. Hay là người đó không có vấn đề mà tìm kiếm danh tiếng hay là khoe khoang. Cái người trưởng thành, thái độ và động cơ đúng, trưởng thành trong mối quan hệ giống Chúa, có sự khôn ngoan thiên thượng, không bị lệ thuộc, kiên định, không như trẻ con ở cái giận, ở cái buồn, hay là bị sống theo cảm xúc. Có kiến thức, hiểu biết kinh thánh. Về vấn đề hôn nhân thì gia đình trật tự, quân bình gia đình và chức vụ, có thứ tự đúng, Chúa trước nhất, vợ, gia đình và chức vụ. Nhiều người chỉ hướng về chức vụ không, bỏ quên gia đình của mình. Và nhiều người hướng chức vụ nhưng mà không có mối quan hệ với Chúa Giêsu. Hôn nhân là hình ảnh của Chúa Giêsu và Hội Thánh. Rồi chúng ta đưa đến cái phần phương cách để đo lường người có chức vụ tiên tri. Làm việc công chính, thành thật, uy tín, thanh liêm, không bào chữa lỗi lầm, không mánh lới, gian dối, lợi dụng, quảng cáo khoe khoang về mình, có một kết quả cuối đời. Người nào mà đang hầu với Chúa và thấy có kết quả quyền năng thì chưa chắc là kết thúc sẽ tốt. Do đó chúng ta đừng vội đánh giá người này là như thế này. Chúng ta hãy coi cuối cùng của cuộc đời của người đó như thế nào. Nhiều người họ khởi sự rất tốt và họ đang rất tốt, nhưng mà kết thúc họ chưa có tốt. Do đó chúng ta phải để ý. Một vụ không ích kỷ, lịch sự, nhân từ, tử tế và thận trọng trong cách mà thi hành một vụ đó. Có sự chín chắn từ trong lời nói và hành động. Liên hệ đến tiền bạc, không tham tiền, không tham thêm gì sự giàu có của cải sẽ dẫn đến mánh khóe. Nếu mà người nào mà hầu Chúa mà tham tiền ha, muốn được giàu ha, muốn có của cải đó, thì dẫn đến những sự mánh khóe để có, và đời sống sẽ không có trong sạch. Cuối cùng cũng giống như A-can, Ba-la-am và Giu-đa. Ở tôi khi còn là
mục sư ở tại Việt Nam lo về sinh viên thì nước ngoài gửi đến một số tiền để mà giúp đỡ cho sinh viên để giảng Tin Lành trong trường đại học. Thì họ gửi về số tiền, và nhưng mà sau đó chính quyền không cho giảng ở trong trường, cho nên cái không cách nào để mà đem Tin Lành vô trong trường đại học được. Thì số tiền đó dùng bắt đầu chuyển cho hướng khác, đó là xây một cái nhà sinh viên, rồi cuối cùng để cho những sinh viên nghèo vô đó ở. Thì khi mà nhà tôi bắt đầu được chuyển sang làm mục sư cho sinh viên thì nhà tôi thấy cái điều này không đúng. Báo cáo cho cái hội thánh ở nước ngoài là phải là có bao nhiêu người tin Chúa, vân vân. Rồi nhưng mà thực sự không có ai tin Chúa hết, không có tin Chúa. Rồi cái tiền đó dùng để giảng cho tin Chúa thì không có, và dùng để cho chi phí cho thanh niên cho hội thánh. Cho nên vợ tôi đến đó và vợ tôi quyết định rằng điều này không có đúng với lời của Chúa, và xin lỗi họ và không nhận tiền nữa. Nhiều người trong sinh viên trong thời đó thì giận vợ tôi và nói rằng một sự tiết làm điều gì là đập vỡ nồi cơm của em. Nhưng mà bởi vì cái sự thanh liêm của mình là người lãnh đạo, sự thanh liêm của giáo hội và thanh liêm của người Việt Nam nữa, vì cái danh tiếng của người Việt Nam không muốn người Việt Nam mình bị bàn tiếng về điều này, và trước mặt Chúa hơn hết là trước mặt Chúa, mình ngợi Chúa, thì mình phải không vì lợi ích riêng của mình hay hội thánh của mình mà mình bán rẻ cái linh hồn của mình cho sự lừa dối chỉ vì một chút đến tiền bạc. Cho nên đây là điều rất là nguy hiểm, và nhiều người ngày hôm nay họ lọt vào trong cạm bẫy này bởi vì họ phải báo cáo, và nhất là khi hậu chú phải có báo cáo, và có năm thì sẽ có trúng mùa, nhưng mà không phải năm nào cũng trúng mùa. Có năm sẽ không có người tin Chúa hay gặp khó khăn gì đó, thì chúng ta sẽ báo cáo như thế nào, và cái tiền nó được thâu được hay không là do nơi báo cáo. Do đó chúng ta phải cẩn thận trong công việc này. Đạo đức, khía cạnh đạo đức thì đạo đức có đời sống trong sạch, trong sáng trong mối quan hệ với người khác phái. Tình dục thì trong sạch từ trong tư tưởng, hành động và thái độ. Cho nên có một cái khoảng cách giữa chúng ta và những người khác phái. Không có tư tưởng sai thì sẽ không có ước muốn sai, và sẽ không có cơ hội làm sai. Và điểm cuối cùng đó là động cơ. Động cơ của một người tiên tri phục vụ âm thầm hay là muốn được người khác thấy, làm theo ý mình hay theo ý Chúa. Động cơ trong sạch, phục vụ để có chức vụ hay là phục vụ để được nổi tiếng. Đó là 10 điểm mà chúng ta nên cân nhắc để thấy mình ở trong cái vị trí nào. Và nếu chúng ta thấy là mình đang tục ở trong những điều này, giúp chúng ta điều chỉnh lại. Chúng ta sẽ cầu nguyện. Kính thưa Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài, chúng con được có lời của Ngài dạy cho chúng con biết rằng chúng con làm sao để chúng con giữ mình, làm sao chúng con thể giữ bầy chiên của Ngài, làm sao chúng con bảo vệ hội thánh Chúa khỏi những tiên tri giả, bảo vệ hội thánh của Chúa khỏi những người đến để làm trong hội thánh của chúng con và họ nổi lên và họ gây những sự xáo trộn trong hội thánh. Bảo vệ hội thánh của Chúa và cho chúng con những cái nguyên tắc để chúng con cẩn thận khi mời những ai đến giảng cho hội thánh của chúng con. Và Chúa ơi, mặc dù đây là những nguyên tắc trên lời của Chúa, nhưng mà chúng con nói với Chúa rằng chúng con còn non trẻ, chúng con thiếu ơn phân biệt, chúng con không rõ được người đó ở bên trong họ như thế nào, chúng con không hiểu động cơ của họ khi đến với chúng con hay đến hội thánh chúng con là lý do gì. Chúa rất cầu xin Chúa thương xót chúng con, thương xót hội thánh của Ngài. Xin Chúa cho chúng con mắt tâm linh chúng con được mở ra để thấy được đâu là thật và đâu là giả, đâu là từ nơi thánh linh của Chúa đưa đến chúng con, đâu đưa từ nơi Satan và ma quỷ, và chúng nó giả dạng tiên tri giả, trong hình thức tiên tri giả như là sói để đến mà phá hoại hội thánh của Ngài. Chúa ơi, xin thương xót hội thánh của Ngài, thương xót chúng con, và chúng con biết ở trong thời kỳ cuối cùng linh tà thuật nó đang tuôn đổ ra để mà chỉ lên chống nghịch hội thánh của Ngài.
rất cầu nguyện Chúa với danh của Chúa Giêsu và quyền năng của Đức Thánh Linh. Con cậy quyền năng của Thánh Linh Chúa giờ này và nói với tất cả những công việc nào của ma quỷ, tất cả những linh giả dối, tất cả những linh tiên tri giả và những linh bùa chú bói khoa đang nổi lên nghịch cùng hội thánh của Chúa. Trong danh của Chúa Giêsu, ta cậy quý quyền của quyền năng của Thánh Chúa và ta nghịch lại cùng chúng bay. Và ta nói cùng chúng bay rằng chúng bay không được quyền tiếp tục làm những công việc này để phá hoại công việc của nước trời. Nhân danh Chúa Giêsu, ta đóng các cửa âm phủ cánh người lại và ta mở các cửa thiên đàng cho các hội thánh. Nhân danh Chúa Giêsu, ta khai phóng mắt tâm linh của các tôi tới Chúa được mở ra để thấy được những điều gì Đức Chúa Trời cho mình thấy. Con cầu nguyện Chúa như này trong danh của Chúa Giêsu. Nếu Chúa đã tiên tri Elise mở mắt cho người đầy tớ mình để thấy được những khía cạnh thuộc linh, đạo binh thiên sứ của Chúa ở cùng mình thế nào, thì con cầu nguyện như này xin Chúa cho khai phóng mắt chúng con được mở ra, mắt tâm linh chúng con được mở ra để thấy những điều gì chúng con thấy, để trong thời kỳ cuối cùng chúng con sẽ không bị lừa gạt. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Và nhân danh Chúa Giêsu con cầu nguyện thần linh chân thật, linh của sự thánh khiết, linh sự công chính của Chúa, bông trái thánh linh của Chúa được thể hiện trên những con người mà được Chúa gọi để làm tiên tri của Ngài. Những ai yêu mến tiên tri muốn và những người mà được phục vụ trong ân tứ tiên tri đang trở thành những nhà tiên tri, con cầu nguyện thánh linh của Chúa đem đến bông trái của thánh linh của Ngài trên đời sống của họ. Chúa tiếp tục mài dũa những con người này để họ trở thành những nhà tiên tri cho hội thánh của Ngài, cho đất nước, cho dân tộc. Và cầu nguyện xin Chúa Ngài cho họ khả năng chịu đựng trước những sự tấn công một cách một tấn công rất là mạnh mẽ, một cái trong không nhân nhượng từ nơi thế giới tối tăm. Nếu con nguyện Chúa gìn giữ họ khỏi mọi kẻ ác, gìn giữ họ khỏi mọi sự cám dỗ. Còn cả là Chúa xin thương xót chúng con, chúng con là con người xác thịt, con yếu đuối. Do đó chúng con cần có Ngài làm cho chúng con mạnh mẽ và đứng vững ở trong Ngài trong thời kỳ cuối cùng này. Hallelujah, con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, xin Chúa cho hội thánh của Chúa trong thời kỳ cuối cùng khôn ngoan như là rắn và hiền lành. Để chúng con biết cư xử như thế nào, đối xử như thế nào khi có những người chống đối hội thánh của Chúa và họ xưng là những người tiên tri vân vân, để chúng con biết ứng xử thế nào. Xin Chúa cho chúng con cũng biết bảo vệ những người tiên tri thật của Chúa trong thời kỳ cuối cùng. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con dâng mỗi chúng con trong tay của Chúa và cầu nguyện trong danh của Jesus Christ. Amen.